ai ghi trần nơi môi rồi ngồi giữa lưng đời. Yes, xin chào các tình yêu. Thông cảm nha anh em. Hôm nay tập ghim mới lại là mới qua cái chỗ shop mới. Mới qua cái chỗ shop quần áo mới của anh Quang về, nên là hơi muộn một chút xíu. Quay qua shop của anh Quang chơi ha. Qua shop của anh Quang chơi còn được quà đem về phải không à? Yes sir. Còn được quà mang về. Đố anh em đây là cái gì? Làm sao mà anh em có thể biết trong đây là cái gì được? Nhưng mà trước khi mà khui cái món quà này thì anh em có thể cho qua xin 2 phút để mà uống nước được không? Tại vì Hà Nội quá nóng anh em à, chạy từ bên văn phòng về đây ướt con mẹ nó hết người. À, nước hoa. Quà sinh nhật muộn, quà sinh nhật muộn anh em ơi, quà sinh nhật muộn. Mà anh em đợi tôi chơi đồ cái nha. Yes sir. Anh em có suy nghĩ sẽ tầm bậy là chết đó nha. À, cái này là thực phẩm chức năng hỗ trợ cho những người tập game, gọi là chơi đồ thế thôi. À, không phải là nghĩa đen nha anh em. Chết khoa đó. À, yeah. Làm tí anh em à, làm tí cho nó khỏe người ha, ngày mai đẩy cho nó mút. Ai đây? Con này là con nào? Không đi ly mà. Con này là con nào mà xăm tên nó vào đây? Con này là con nào? Không đi ly mà. Anh chưa xanh à? Pha. Đi mà có chữ đi à? Con pha, con fam đi là con nào? Mà anh xăm nó à? Con này là con thích thì xăm ấy. Ai dạ. Con nào? Midi mà có chữ đi à? Con nào? Anh em à, tí nữa anh em nhớ nhắc tôi để tôi đi đặt hình xăm cho mấy anh em. Anh Độ là order một con rồng, một cái hình ở dưới ngực, với lại một cái hình bít tai như thế này. Anh Quang cũng vậy, thằng Nhiếm cũng vậy, anh Tú cũng vậy. Anh Tú là mới order tiệm xăm của tôi là một con rồng, một con rồng với lại một cái tấm hình bít tai. Tí tôi phải mua hình xăm về để tôi xăm cho các anh em đã. Anh Độ mới dặn hồi nãy trên livestream xong. Tattoo Botox Tattoo Thái Hà. Yes sir. Anh Tú đặt mà, anh Tú bảo là cái hình năm bữa chưa đã thì chơi cái hình to cho anh. Chị Chin kêu anh Khôi nè, anh kia xăm liền. Anh Khôi nói thật chứ nhiều khi cũng buồn anh Khôi. Bây giờ là thời đại nào mà mình phải nam quyền để nữ quyền. Anh Khôi sợ thật, sợ Chin lắm. Anh Khôi sợ Chin lắm. Anh Khôi mà đi nhậu với mấy anh em tôi nhá. Thôi tao phải về đấy. Không là vợ tao mẹ nó chửi tao chết. Ui giời ơi. Anh Khôi là không chung mâm được. Anh Khôi là liêu tiêu siêu. Đúng không anh em? Anh Khôi sao chung mâm với mấy anh em tôi được? Anh em tôi là một cái đẳng cấp khác rồi, đúng không? Anh em tin không? Gọi vợ cho tôi quát vợ tôi cho anh em xem. Anh em tôi là một cái đẳng cấp khác rồi. Yeah. Anh em tôi chỉ cần con mắt thôi là để gọi là con mắt nhìn vợ tôi, anh em tôi thôi là vợ anh em tôi sợ rồi, đẳng cấp khác. Cảm ơn Vinasol. Em đợi anh Khôi ngủ anh xong. cảm ơn em rất nhiều. Tôi sợ là anh Khôi ngủ anh xong không được. Tại vì anh Khôi ngáy to quá. Anh Khôi ngáy to quá làm anh mắc cười, anh không có xăm được. K98 Paris đó. Mà cái Paris này mà bắn trúng người thì mai kiểu gì anh em nhờ. Ủa. Ôi. Ôi, cái tiếng Barret nghe nó đã nha. Cái gì vậy? Con mẹ. Sao mày kiếm được cái tấm bình đi của GVU vậy? What the fuck? Rồi để gửi chọc GVU luôn. Chị Trang Miu. Tư liệu quý. Chị Miu xinh. Wow. Yes. Chào, ok đó chứ quay, nhưng mà xinh nha anh em. Happy birthday Nemo. Happy birthday Nemo.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday Nemo. Yes sir. Ok, người tiếp theo nha. Đủ 5 người, đâu đủ 6 người rồi, 6 người rồi. Yeah. Hạt lạch đó. Đéo chịu được. Hạt bé rồi á. Ok ok. Happy birthday Nemo. Happy birthday Nemo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Nemo. Hài đéo chịu được. Ok chưa? Ok chưa? Bé rồi đó. Thằng Bin nhà tôi đòi chơi FIFA. Con này có cắn không vậy em? Em búng tay luôn cậu ạ. Gia chữ, gia chữ. Gia chữ. Trời ơi, đéo hiểu sao ạ. Bạn mới lớp mới 4 tuổi đéo hiểu sao nó nhận được đến từ FIFA không ạ? Và tôi phải gia chữ. Cách nào đó tôi xóa khỏi cái từ FIFA. Một người đàn ông gia trưởng. Tôi búng tay luôn mà. Một người đàn ông gia trưởng. Nhắc lại FIFA là mẹ mẹ bài văn trưởng ấy con ạ. Quỷ quá. Wait, what? Wait, what? Giống hợp. Giống hợp. Ôi trời, my god. Làm xấu cũng che lấp đi được sự xinh đẹp ấy. Em nhắm làm được chị khung. Yes sir, chị Miu ơi, cho chị xem hình hồi trẻ của em nha. Đâu ở nhờ, hình hồi trẻ của em đâu ở nhờ. Hình hồi trẻ của em đâu gọi ta. Ừ. Còn nhiều lắm. Holy shit. What? Chị Miu tâm boy. Oh my god. Nhìn không ra luôn á chứ nhờ. Nhìn không ra luôn á em ơi. Sinh. Sinh 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 sinh. Sinh đó chứ. A pha e có chuyện muốn em nói. Em nói đi. Em nói đi. Từ từ để anh trả lời chị Miu cái. Còn nhiều lắm. Bảo sao. Ai trời. Chị em nhà này kiểu style chụp hình cũng giống nhau. Yes sir, here we go. Chị em nhà này là có style cũng là chụp hình giống nhau đấy. Oh wow. Chết rồi, chân mèo, F-Flix, chân mèo, F-Flix. Yes sir, gì vậy? What the fuck? Wait, what? Ôi nhưng mà xinh nha. Và xinh nha anh em. Nhưng mà xinh. Oh yeah. Beautiful. Đó là lũ trong mèo. Có thể mở order áo hoặc ship chung đơn e thêm một cái nữa được cô. E mắc mua áo lắm rồi. Yeah. Chân mèo mèo. Yes sir. Chân mèo mèo. Em chân mèo mèo. Tán lấy chị này anh ơi. Từ từ để tôi quay lại tôi gửi cho vợ mèo cái đã anh em ơi. Kiểu gì cũng chửi tôi. Tôi quay lại tôi gửi cho vợ mèo cái. Rồi còn nữa hả? Ồ hết rồi. Rồi anh em đợi. Ơi còn video hả? Quá xinh vợ mèo ơi.
Trời đất quỷ thần ơi, ước gì lúc này mà anh gặp được em hả chân mèo. Em hiểu luôn với anh đó chân mèo ơi. Xinh quá. À quên, tải tải được mà. Tải gì những cái tư liệu, những cái tư liệu quý như thế này mình phải tải gì chứ anh em. Uầy, sau này các con của tôi lớn lên, tôi sẽ cho các con của tôi xem. Mày thấy chưa? Mày thấy mẹ của mày không? Ngày xưa là một hot girl đó con. Ờ, một hot girl đó cu. Má, ngày xưa là một hot girl đó cu. Ba tầm này mẹ ba đéo có cửa với mẹ mày luôn. Yes sir. Mẹ mày tầm này là hot girl đó cu. Nha. Mày thấy mẹ mày không? Yeah. Từ từ để tôi kiếm tấm hình tôi gửi cho chị Miu Sinh cái nhà. Bảo chân. Ok. Chân mèo affiliate. Ồ, vợ tôi có cái, có cái tấm hình gì chụp hình cái đầu xù xù, tóc xù xù á. Oh yeah baby, I like your style. Oh yeah, original. Ủa cái Felix này là ngày xưa nó làm một cái mạng xã hội mình chơi, nó giống như là Facebook vậy hả? Hả? Xin cái tuổi. Chân mèo 94 ship gạch cute for my wear, chào chị Miu Sinh nha. Yes sir. Giờ anh nắng nha. Nãy đi ỉa không nghe voi. Rồi rồi, để anh dở cho vợ cái clip này. Quá đã. Trời ơi vợ mèo ơi, ước gì chúng ta gặp nhau lúc bây giờ ha. Thôi nhầm. Vợ mèo ơi, ước gì chúng ta gặp nhau lúc đấy. Beautiful. Yes. Uầy, nhưng mà xinh. Uầy, tầm này xinh đó nhờ. Tư liệu quý, tư liệu quý. Anh mỗ lò này hay thế quá. Tư liệu quý, anh em ơi, tư liệu quý. Còn ủa sao lúc trước tôi xem đâu có mấy cái clip vợ tôi làm cute for my wear này như thế này đâu ta. Ờ, mấy cái này là tôi xem hết rồi, mấy cái tứ đại mỹ nhân ở Sài Gòn là tôi xem hết rồi. Bà mẹ thật ngất cái chứ nhờ. Happy birthday chân mèo. Ô bà mẹ nó, từ từ tôi coi coi còn cái gì mới không. Là lúc đó chắc đẻ năm đứa hả. Dính trưởng với Hoa liền á chứ. Cấp cất chân mèo. Chân mèo đi o trần. Ồ. Ừ. Chân mèo nào đây? What the fuck? Chân mèo gì vậy? Má là làm FS nữa chứ phải là Li Mèo. Yes sir, anh Li Mèo beautiful. Làm FS nữa chứ beautiful. Ok. Ok âm vai. Lưu lại lưu lại. À, ông Thảo Bô cũng làm FS nữa. Ông Thảo Bô cũng muốn được làm FS nữa. Giờ mèo. Giờ mèo ơi, giờ mèo. Giờ mèo làm FS cho ông Thảo Bô với. Dạ. Giờ mèo ơi. Giờ làm FS trong xã bồ chứ. Beautiful. Lúc này á, lúc này chắc mà tôi còn ở chuồng tắm mưa mấy ông mà. Không, lúc này chắc là tôi còn vẫn còn đi trên net mà chậu lắm. Nè. Lúc này tôi còn chậu lắm mấy ông ơi. Dạ sao? Nhạc này mới đúng lời thầy của chị Trân nè. Ok, 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 ok. Ok nè, ok nè. Yes sir. Nhạc đúng thời của chị Trân nha anh em nha. Cái này là cái ai? Dìm mình đêm tuyết trắng. Sao mà lắc dữ vậy ta? Cái này tôi xem rồi. Ủa sao mà chân mèo nhiều nít vậy mèo? Ờ sao vợ tôi nhiều nít vậy? Chân mèo F Felix hot girl.
Cái này tôi xem rồi. Kéo hoa mềm. À vẫn còn à. Ui, vẫn còn trang sau mấy ông ơi. Oh my god. Trang sau là chưa xem nè. Đi nhà banh đi. Tình yêu sau nào tiếc. Đi nhà banh đi anh em nha. Anh em đi tí nhà banh đi chứ nhờ. Oh yeah, oh yeah. Come on. Anh em đi nhà banh đi chứ nhờ. Oh yeah, giờ tôi trả lời chưa nhờ. Ốp một tiếng trước. Từ từ để gọi vô mèo coi. Ủa, mày em còn nhiều hình lắm mấy ông ơi. Thế là hôm bữa tôi mới xem cái trang đầu à. Ừ, hôm bữa tôi mới xem. Trời ơi, làm ép ếch đây nè. Nhí. Dạ. Dạ mèo đang làm gì vậy? Đợi nó một xíu. Ok dạ, ok dạ. Trời ơi, đang xem phim hoạt hình rồi chắc luôn. Đang xem phim hoạt hình chắc luôn. À yeah. Không xem phim hoạt hình á. Ủa ơi. Xin thật ông nội mẹ ơi. Ồ vợ tôi. Rồi. Nhìn giống con Di Đặng Long vậy. Cái lòng... Nhìn cái góc này giống Di Đặng Long quá. Nhưng mà đẹp nha. Nhưng mà đẹp. Wow, tóc này là hot ngày xưa đó mấy cha. iPhone này là iPhone 6 à. Ây da. Beautiful đó chứ nha. Hết rồi. Hết rồi. Ui. Đi học nè. Lúc này còn thời đi học hết rồi. Mấy tấm hình này tôi xem hết rồi. Anh nghe nè vợ mèo. Sao vậy? Vậy coi tin nhắn. Rồi coi tin nhắn của anh đi. Vợ mèo ơi. Vợ mèo làm FS cho ông xã với. Cái gì? Vợ mèo làm FS cho anh với. Ở đâu ra có cái đó vậy? Beautiful. Anh mới xem ở trên Google á vợ. Trời ơi, dơ quá má. Dễ thương quá. Rồi, giờ làm ép ớt cho anh với. Tôi quýnh bà bây giờ. Đi, má. Bây giờ nhá. Bữa nào, bữa nào vợ biết mấy cái shop mà bán quần áo như vậy không? Có. Vợ trong chợ thiếu vậy. Vợ cover lại như ngày xưa đi vợ. Ghê quá má. Đi, xong anh mặc đồ báo anh với vợ chụp hình làm chen. Không má. Đi, anh vợ chồng mình mua đốc tờ, mang đốc tờ cao cao á như ngày xưa á. Trời ơi, chợ Phạm Văn Hai đầy á má. Vậy nha, vô anh hai chồng mình đi mua nha vợ. Trời ơi. Đi, vợ cosplay lại ngày xưa đi. Thiệt, đẹp như thế cơ mà. Vốn má. Đang bế em bé hả? Sao biết hãy vậy anh? Anh nhìn là biết rồi, bế một. Đâu cho các bạn xem được đúng không? Được không? Thôi để anh tháng đi. Nhưng mà tí nữa giờ mèo nhớ làm FS cho anh nha. Ủa tôi quýnh mà bây giờ mà. Ghê quá. Thề ở đâu ra tự nhiên câu vậy trời. Dễ ương quá hả. Đúng không má. Xỉu luôn á. Ghê. Giờ còn nhớ cái nick FPLX của vợ không? Không anh. Sao nhớ được. Không nhớ được hả. Ừ. Thôi giờ vợ làm gì làm đi. Anh xem vợ clip đây. Đang xem. Ghê. Khâu hoài luôn á bà. Dễ hương không à. Cái hình mới này là hình mới. Không má. Bye bye vợ mèo. Ừ. Lên nhạc. Hoài. Đẹp anh em nhờ. Thề. Trời ơi. Beautiful thiệt ông nội ơi. Hot girl đấy chứ đùa. Ờ. Đẹp thật, xinh thật, xinh thật. Nhí. Oh yeah, hết rồi. Hình như nick này là nick thật của Trân hay sao á. Cảm ơn Ngu Chi. YouTube có hả? Cảm ơn Mochi, cảm ơn ôi, em. Ôi chị Trân lúc này chắc Abo đang khoảng học cấp 3 hả anh? Trân mèo ép Felix. Trân mèo. Hả?
này là nhót mặt cười. I love you baby. A Khoa chỉ em cách tán mấy bạn xin nữ đi anh Khoa. Chúng này là bếp ớt hay sao? Oh yeah, I love you. Trời ơi, sao để được cái tóc như thế này phải không nhỉ? Thề luôn ấy. Sao mà để được cái tóc này vậy? Ủa nhưng mà chen nha, ngày trưa chen là để tóc như thế này xong rồi mang tóc tờ cao. Cứ mãi lắng nghe con tim anh như thế nào. Có rap về chân mèo luôn hả? Oh yeah. Má. Mặt yeah. Cười, quả nhạc ha ha. Vô nè. Anh có thấy mưa thuyền cho hai chiếc đứa mắt em rơi. Khi được gần anh có mắt rớt rồi hai đứa ta xa hai nơi. Bước chân em dừng lại cuối con đường cho anh đến. Thời gian qua ngang sắp phải xa anh lại mai baby em yêu mến. Viết một ca khúc đầy cảm xúc và giờ muốn nói cho anh hay. Rằng con tim em đã cho bạn cứu làm gì. Anh phải hiểu là sự trong đi anh mãi yêu thương này. Dù gió có lâu, gió muốn thổi thì em vẫn sẽ không lên. Cứu đâu giới tụi mày ơi. Ok. Một vòng tay ấm áp kể ông em gặp chặt. Eo ông vì anh qua dù em đâu và em không muốn xa anh đâu. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh nhưng tại sao lại không đủ. Ông giờ giới chơi chiến khách đôi mình làm con tim em đi chung bước. Không được đi trước. Em đi làm sao em có thể đứng vững khi em. Trần Hà Kiều. Quay nhưng mà giờ tôi đẹp thật nha. Nhạc này ngày xưa nghe chơi Vice City luôn á. Ủa nhưng mà các mạng xã hội Epilic, các mạng họ mạng xã hội Epilic là như thế nào mà giống như Facebook hả? Giống như Facebook mà phải không? Lúc này mà tôi còn đi chơi net. Lúc này tôi còn đi mà gọi là chơi đột kích, đi lừa người ta. Yes sir. Giống như Yahoo hả? Được rồi chứ, I love vợ mèo. Ui, nhưng mà chắc là sắp tới rủ vợ tôi cosplay lại thành ngày xưa cho vui vui anh em nhỉ. Hợp lý chứ. Ờ, đúng không? Hai vợ chồng cosplay lại ngày xưa, quay vui vui, quay TikTok, đăng TikTok chơi. Yes sir. Hợp lý chứ nhỉ. Ngày xưa là tôi cũng mang doctor. Mà ngày xưa mua được cái dép doctor. Món quý như vàng anh em ạ, quý như vàng. Ngày xưa mua được cái đôi dép doctor là quý như vàng. Hôm nay chơi gì đấy A Khoa? Anh chưa biết chơi gì nữa em ơi. Anh cảm ơn em rất nhiều. Ngày xưa anh em có mang mấy đôi dép doctor không? Quái liền luôn chứ nhờ.